Trở lại với màn ảnh nhỏ, Cô Điệp xin gửi lời chào thân thương đến cả nhà nha. Chào đến các anh em đồng nghiệp và fan Cô Điệp nha. Hôm nay Điệp thăm chấm lương đêm thứ hai cả nhà ơi. Nhưng mà con cái Điệp đặt hôm nay ít ít chấm. Bớt lại ăn bao cả nhà ơi. Còn được có 24 ống à, già lớn tuổi quẩy hết nổi rồi. Với phần nữa là lựa chỗ đặt nó không có ngon. Đặt ít ống mà mình lựa những cái chỗ nó ngon nó mình đặt. Rồi hôm nay á, thì đặt một bao 12 ống là có ba cái mương, rồi còn một bao kia 12 ống thì Điệp đặt rải rác chỗ này cái chỗ kia như vậy đó. Rồi giờ Điệp mời cả nhà cùng trải nghiệm với Điệp đi thăm chấm luôn nha. Điệp cũng mới lên tới trong vườn này anh em ơi. Thì Điệp thành thật cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã xem clip và ủng hộ nha. Thì hôm nay đặt 24 ống rồi mà Điệp trông cho có thành quả cả nhà ơi. Đặt ít mà nhiều hơn, nhiều lương hơn hôm qua mừng là mừng nha, còn mà ít hơn á thì không sao đâu nha. Giờ Điệp chuyển máy lần trước rồi Điệp thăm những cái ống đầu tiên nha cả nhà. Những cái ống đó cũng hơi gần nhà ha, Điệp hạn chế nói chuyện. Giờ Điệp up video. Thăm cái đầu tiên. Cái đầu tiên mở hàng có rồi cả nhà ơi. Cái đầu tiên dính lương chà bá. Mở hàng cái đầu tiên chắc bán châu luôn á. Mở hàng cái đầu tiên nè cả nhà. Thôi tiếp cả nhà ơi. Đây bên kia nó nuôi gà nên mình hạn chế nói chuyện. Điệp up video mình đi tiếp nghe cả nhà. Bay qua mưa. Sáng ngày cái video nó mờ mờ cả nhà, sương. Con cả nhà. Thôi Điệp up video, Điệp đổ mồi ra. Hồi đêm thứ hai thúi lắm. Thằng đánh cái. Điệp hạn chế nói chuyện nha anh em. Có người bến cả nhà. Ống này hai con cả nhà. Thôi mình đi tiếp cả nhà. Tại có người bến.
Ta nãy hơi gần nhà quá, Điệp không dám nói chuyện lớn nha cả nhà. Một khi mình đặt gần gần nhà người ta khó, người ta la, người ta sợ mắc gà mắc vịt. Nhưng mình thì mình đi đặt chấm mình vô vườn người ta mình đã sợ muốn chết rồi. Thì Điệp có sao, Điệp nói gì đó cả nhà. Xét bên nhà thấy ông kia. Dính cả nhà. Nóng được một con hai con không? Chị đi làm mừng này. Nay lương thăm hồi nãy giờ đi thăm ống này nữa, ống thứ tư hay thứ năm gì rồi đó cả nhà. Mà nó dính cũng đỡ lắm. Nói chung dính lương con cũng bự không. Đây mã mồ cô chú nằm xuống nè, nhiều lắm. Giống hệt như cái này là cái ngôi mộ. Lương này cả nhà, lương gì nữa. Nãy giờ đi thăm ống nào nó cũng có dính hết trơn đó cả nhà. Nè chỉ là ống này là không dính nè, Điệp cũng quay nó mà về Điệp bỏ. Ống này hai con nè, ống này một con nè, ống này một con nè. Nói chung là thăm được 5 ống mà dính được 4 ống nha cả nha. Thôi giờ Điệp up video đi, mình lên đường. Đặt chấm này khoảng một ngày, tối đêm nay tối đêm ngày mai nữa, một hai đêm nữa đó cả nha. Là thận con nước lớn sáng rồi đó. Lương đi ăn dắt sáng nha. Với chiều nó xây lại khoảng chừng 5-6 giờ chiều á, nó lớn á. Là 8-9 giờ tối là lương nó đi ăn, có khi 10 giờ vậy. Ô túi này cũng phì nè cả nha. Đây rồi ở đầu có khoảng chừng 3-4 giờ sáng nó lớn vậy đó. 3-4 giờ sáng lớn vậy là ngon. Mà không biết nước 3-4 giờ sáng nước nó vô mương kịp không. Sợ nước nó vô mương không kịp. Sụp chất quớt rồi cả nhà. Ủa có. Bởi vì thấy phì rõ ràng. Nói chung là mồi hay, mương có lương. Con lương này sẽ chết rồi. Im mà cả nhà. Chú ở giúp chú đi vườn. Dạ chạy cũng con hai con nhỏ mà bác trai. Nè cả nhà, rồi đi tiếp nha cả nhà. Gì bác trai nó ở đây cũng xịt hả? Dạ mà nói chung ngày sân bắc này giờ nơi nào cũng có người chích xịt, đặt nồi vớn, đặt chấm hết trơn bác ơi. Dạ. Điệp sẽ qua đó thăm con ống bên đó kìa. Nãy giờ thăm mấy ống nào cũng có chạy chứ, mà chạy con hai con mà nhỏ mà. Dạ, dạ đúng rồi bác trai, mà có chạy là được à. Yêu cầu ống con hai con gì mà nó gom được để nó được nhiều ống. Dạ. Ống này chạy nữa nè. Sợ mà đặt chúng mà nó không chạy á, dở chúng mà quẩy nặng dữ lắm, nó nghe bác. Mệt á. Dạ. Dạ.
con đặt có 24 ống à. Dạ. Dạ. Con chúc cho cả nhà xem coi. Chả nó trá nha. Con một à. Con được con lươn nhì bự hơn ngon ngón tay. Nãy giờ thăm ống nào cũng chạy con hai con hết á, mà nó nhỏ 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 vô á. Thôi con dài dài về nghe nghe bác trai. Dạ con ở ngay chân chỗ kế trọng phủ á. Vật liệu dựng trọng phủ đó bác, các bác đó đó bác. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Dạ con đi dài dài về nghe bác. Nói chung là đặt chấm này nhằm cái vô giường, nhằm cái cô chú nó dễ thì nói chung là nó cũng được lắm cả nhà. Đó là đẹp, nó sự thật. Anh em nào đi đặt chấm gì hết sợ có nhiều khi chủ giường là khó la, mình hơi khó vô, khó đặt. Thì đặt đó ngóng. Thực tế của đẹp đó cả nhà ơi. Ngày trước kia Điệp làm YouTube á, Điệp mới có làm á, cũng vất vả lắm. Nhờ có con cái là Điệp sống thực, nhiều khi Điệp mới làm á, anh em chưa có hiểu tánh Điệp á, nên chưa biết hung. Cái chừng anh em xem clip Điệp rồi hiểu tánh Điệp rồi, Điệp sống làm sao, Điệp chia sẻ vậy anh em thương nó, ủng hộ nó mới nhiều. Đó, thấy không? Cả nhà thấy không? Nói chung là ở đây cũng có người xịt, người đặt chấm nhiều lắm. Trời cả nhà ơi. Trời ơi con lươn nái nó ra cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, nó uổng. Ống này không phải dính mấy con đó đâu cả nhà. Ôi sự cố gì ta. Nhà ơi lũng lỗ bành sự kỳ luôn. Chỗ này mưa này có lươn nái rồi, lươn bự rồi. Cái chắc luôn. Lũng lỗ gì đâu mà hết biết, bằng cái miệng ly uống nước trà cả nhà. Là bị sự cố vậy ta. Đây nha, hai con nè. Nhà thấy không? Hai con luôn. Cái này có vô lươn bự nữa đó mà nó đi rồi. Hôm nào Điệp cũng sẽ lên đây Điệp đặt lại. Có lươn bự đó, cởi thảy cho nó thử mùi nấy đi. Lỗ hết đi cái lỗ lứ. Uổng thì cả nhà ơi nè. Chà bá luôn nè. Cả nhà thấy cái lỗ lứ gắt không nè. Tại Điệp quay nó không được cận cảnh không, anh em thông cảm nha. Lỗ bự chà bá luôn nè. Lỗ bự lắm. Thôi giờ được hai con cà cả nhà ơi, hai con à. Giờ Điệp úp video đi tiếp. Nãy giờ nói chung là thăm 2 4 6 8 8 ống mà chạy hết 7 ống. Còn 4 ống nữa là hết màu. Rồi đi tiếp cả nhà. Sáng ngày Điệp đi á cả nhà, mùi sương nó hôi mờ mờ nghe cả nhà. Đây, sáng ngày nè, còn mùi sương không nên nó hơi mờ mờ, đi nó nhiễu trên camera rồi. Mới có được 8 ống mà cả nhà, còn 4 ống nữa. 4 ống nữa mà Điệp đặt ở đây 2 ống với Điệp đặt cạnh bên kia 2 ống. Con cái là cái bao này hôm qua 12 ống này Điệp lừa chỗ đặt. Trời ơi. Thiệt tình mà nói cả nhà, nếu mà ở ngoài đời nha, ở ngoài này nha, chứ ở trên YouTube có nhiều khi cả nhà nhìn thấy nó không có được rõ nha, nhưng mà ở ngoài này là cả nhà nhìn thấy cái túi lưới nó phì dữ lắm nha. Đó, nó phì tròn vo ở trong á nó phì dữ lắm này nè. Để đây Điệp đè đi lại nè, Điệp đè đi lại là gì, là gọi là xẹp nè, mà nãy nó phì gì nè. Giờ đây Điệp dở ống này coi nha cả nha, giá cho có lương nhất đi. Cái mương này Điệp thấy mương có mồm cũng ngon lắm, mà Điệp thấy đằng kia bác chủ vườn ấy mà nó cạn rồi. Có ai ta, phải trái cốc lụng. Đây nè, thấy không? Hết biết lương rồi cả nhà. Con một im quá, để Điệp kiếm nước Điệp dạo rửa. Con một nha cả nhà. Lương này nó vàng lắm mà cái nó bị sình. Con một bự lắm. Thôi Điệp up video nha cả nhà. Mưng có mồm nè. Cả nhà thấy ngon không? Im. Đặt đầu đầu kia ngóng nữa.
đặt đáy ngóng. Trong kia có gần, cũng không nhờ gần nhà. Dính là cả nhà. Con một. Con một. Con này. Cởi ngóng con hay con gì nó nhiều, nó nhờ nhiều nhiều ống để up video này cả nhà. Điệp ra đây, điệp dạo dạo rửa một cái. Điệp thăm hết 10 ống rồi cả nhà. Hai điểm, điểm 2 5 5 5 10 10 ống cả nhà ơi. 10 ống mà chạy hết 9 ống. Còn lại hai ống điệp đặt ở bên sông á. Hồi chừng nào mà điệp gần về điệp bơi qua bên sông. Giờ điệp lên trên bờ điệp thăm một bao nữa mà cái dập cái bao kia điệp giấu ở trên. Điệp đặt cái nào điệp giấu đi đến đó vậy. Thôi giờ xuống ra đi rồi về. Điệp mới lên anh em ơi, điệp lên đây thăm bao nữa ngày trước á, điệp đặt á. Điệp đem hai ống chúm qua ở bên mấy cái giặt mương ở bên đây nè. Ngon lắm, nhìn thấy mương có mồm đâu cũng ngon lắm cả nhà. Điệp đem hai ống ngày trước điệp đặt thấy nó dính. Nên điệp mới đem bữa nay đem 12 bao. 12 ủ bảy lồng 12 ống chúm. Sáng ngày cái miệng sao léo nó lèo lèo 12 ống chúm mà nếu mà đặt á, nếu mà chạy là chạy giống hệt như nãy gì á, giống hệt như cái bao đầu tiên điệp thăm vậy đó mà 10 ống mà dính 9 ống á. Mà nếu mà nó không chạy là chết quớt nha. Bây giờ điệp chuyển sang cái máy lại hàng trước. Nè, điệp qua điệp đặt tới đây. Điệp nhét cái bao lên trên này. Điệp đi á, mặt trời nó hơi chán nha. Thì đi ngược lại. Sáng hai chiếc bao thiền thoại cả nhà cũng quá quen thuộc rồi. Giờ thăm cái đầu tiên nè. Ống đầu tiên là bao này nha, chứ không phải là đấy, sáng giờ có thăm rồi. Mấy cái mương này mương nhỏ. Chắc chỉ cũng dính lương nhỏ, không nó không quá. Giá cho có dính cá tầm dục đi, đang về nhà review cho các anh đêm hôm anh lên ảnh hỏi đẹp á. Cá tầm dục là cái gì, anh kêu review lại cho nó gõ. Đó, chạy rồi cả nhà ơi. Rồi. Còn nữa là ba con luôn. Ba bốn con luôn rồi cả nhà ơi. Qua đây. Anh em biết làm sao không, là lý do là tối về điệp thức 12 giờ 1 giờ kia điệp xem kênh này kênh kia để trả lễ lợi là một, chứ một phần nữa là điệp đọc những cái comment đó. Anh em đã bỏ thời gian quý báu ra để xem clip của điệp thì điệp đọc từng cái comment hết. Điệp mới có phản hồi anh em, cứ hỏi điệp cái này cái kia đó thì điệp phản hồi ống này vô nhiều nè, điệp phản hồi hết. Tại vì anh em tôn trọng điệp thì điệp phải tôn trọng lại cho anh em. Với một số anh em á, comment nó kêu điệp á, review á, là buộc cái cọng dây này nữa, chỉ cách buộc là nhiều lắm. Mà điệp nói gì đang không biết, về nhà con hồi có nhớ không á, sợ quên nữa, giống hôm qua nè, quá trời luôn nè cả nhà. Ba con quá im cả nhà ơi. Ba con còn nữa hả, còn cả nhà ơi. Ui con này ba con hay bốn không biết nữa nè. Hết thấy đường rồi. Đó, rồi cả nhà đi tiếp. Đó, mở hàng ngày có mùi sưng chút xíu rồi cả nhà. Sáng mở hàng cái ống đầu tiên cũng dính con, ống này dính ba bốn con gì là vui rồi nha. Nói chung là đi đặt chấm anh em đồng nghiệp nào vậy chứ. Sáng ngày mở hàng á mà dính mà nhiều, ví dụ như thăm 5 6 ống mà dính 2 3 ống là mừng nha. Ai cũng vậy hết chứ không phải là riêng điệp. Thôi giờ đi tiếp cả nhà. Thăm tiếp ống thứ hai cả nhà. Hôm nãy cái bao đầu tiên á điệp thăm 10 ống á mà quay có 9 ống à, thì cái bao đó điệp thấy cái đầu cái nón của điệp á, camera nó bị cái gì á, nó bị xéo xẹo bên nè, mà không biết cả nhà xem có thấy không biết nha. Thấy thông cảm cho điệp nha. Lúc điệp chỉnh rồi điệp đi á, bị cọ quẹt vô cây cối á, lúc điệp quay rồi đầu up video á, điệp đi á. Ống này chết trời hết, biết ngon mà chết cả nhà ơi. Không có rồi. Điệp up video cả nhà ơi, điệp đổ mồi này. Nãy ở đây nó có cục cỏ, điệp đặt ở đây ống. Rồi nãy đằng đầu nắng ống mà thăm đầu nắng chết rồi.
Dẹp đặt cũng gần gần và trống vậy nè. Mặt trời nó hơi chá nha cả nhà. Mới thăm được có hai ống, ống dính ống không mà cả nhà. Dẹp đi ngược lên mặt trời nó hơi chá. Đặt chấm này mà lựa mấy cái mương mương rong á, trong đuôi chồn với cỏ mồm vậy nè thì nó ngon, chứ đừng lựa mương hạnh nha, mương hạnh thì nó không có ấy. Ủa con gì nó cắn cái túi tôi hay lần sau ta cả nhà ơi. U láng ót luôn, im quá cả nhà ơi. Giá cho có lương nhất đi, lên đây nó đậu sình nè, nằm chằm bẹp đây luôn là nó vùi nè. Giá trời, giá cho có lương nhất đi. Sáng giờ chưa có lươn nhất nào chứ, mặt trời nó hơi chá mà cả nhà anh em thông cảm nha. Thịt buộc nó hơi chắc á, mỡ nó hơi lâu chút xíu. Nặng nặng không? Đây, nó ở đây rồi cả nhà ơi. Nặng nặng nè cả nhà ơi, mà không biết sao nè. Nặng, nặng lắm. Giá trời, giá cho đừng có dính gắn này cho nó mát mát cả nhà ơi. Mặt trời chát quá, giá cho nó đừng có dính gắn chung. Điệp hồi hộp quá, điệp chưa thấy luôn đó, thấy chưa, tao biết lắm mà. Thấy nó ủi rõ ràng cả nhà ơi, má ơi. Ui dạ bá, chúng này là chúng mới nha nè, chúng mới nè, cái hôm mới nè. Con lươn nhất bữa nay có được con lươn nhất nữa rồi cả nhà ơi, không biết còn mấy ông sao nữa ra sao nè. Ui nó quýnh hết trơn rồi, gỡ nó cũng không ra nữa. Nãy điệp đặt cái ống nó ngon quá mà không có thì ra là nó vô cái ống này quá gì mấy nhà ơi. Đi điệp cho cả nhà xem con lươn đây, lươn vàng lắm, đã lắm. Ồ, sao mà không chịu xuống ta. Để điệp cho cái đầu nó chạy đi ra ngoài này. Ống này là ống 90 nha, nó còn quay đầu được nha. Chứ ống 60 mà nó vô quá, chừng hai con lươn nhất bự thôi là quay đầu không được nha nha. Dễ bị chết nha. Ống 90 mình nó còn quay đầu được. Ơ ơi sao mà không xuống. Quýnh nó trơn rồi nè. Đó, xuống rồi nè. Trời ơi, con lươn bự. Má ơi nó dài. Nè. Nhà coi nè, lươn nè. Hết biết lươn vàng đã cả nhà ơi. Lươn này vàng hơn lươn qua. Lươn qua nó giống như nó bị bệnh, nó bong nó làm kỳ lắm. Lươn qua, lươn này nó vàng hơn. Hết biết im không? Quá im cả nhà ơi. Thăm chấm mà được gì là mừng lắm rồi. Thôi up video đi tiếp nha. Mấy cái mương mà có mồm á cả nhà. Mà mấy mương có mồm mà như cái mấy hẩm á, mà láng cũng như là anh em lấy cái cây sậy mà anh em cầm á nha. cầm xuống á, mà cái mé mà hay cảm thấy nó cứng á, nó cứng á nha, thì lươn nhì lươn nhất nhiều. Còn mà cầm xuống nó mềm èo á là lươn chỉ mà tan tay gì không à. Đó là được sống làm sao, được chia sẻ với anh em hết mình đi luôn á. Túi này nó hơi phì cả nhà, nó ăn nó nhả mồi ở đây này. Nặng cả nha, nặng nữa nè. Đó, uy, lú đầu lên hả cưng. Điệp đặt cái này là cái đường mương nè. Mình hồi điệp chia sẻ cho anh em luôn. Sống sao thì chia sẻ hết vậy. Người ta nói sống đầy bụng chết đem theo, nhưng mà điệp không có ích kỷ nhỏ mọn. Điệp sống, điệp biết gì, điệp chia sẻ. Điệp, cuộc sống của điệp nó đã khổ rồi, mà điệp thấy nhiều mảnh đời còn khổ hơn điệp gấp trăm gấp ngàn lần kìa. Mà người ta cũng vẫn sống, mà nhiều khi người ta sống đắp đổi thôi, cuộc sống nó cũng hơi khổ khổ thôi. Nhưng điệp thì năm đứa con thiệt, nhưng mà điệp cũng hơi khỏe nha cả nhà. Chứ nói cho cả nhà mừng cho điệp nha, điệp cũng hơi khỏe chứ không phải là điệp than khổ gì. Nói chung cuộc sống khỏe là một ngày ăn cơm hai bữa đó, mà ăn cơm không có giờ giấc cả nhà. Đây nè con nè, do đi đặt chấm rồi về dở chấm rồi vô mồi bọng được ăn cơm có khi 11 giờ 10 giờ 1 2 giờ nữa. Thì ở đây giống hệt như cả nhà thấy á, điệp quay cái đầu hơi nhanh lắc nha. Ở bên kia có cái mương, ở đây nó có cái đường mương nè. Cái đường mương thì anh em đặt cứ đại ngay chân chỗ cái đường mương, mà như ngăn cách ngang á, hai cái mương mương gì nè.
rồi có cái đường muôn trẻ ngang cứ đặt đại vậy đó, thiện lương bên kia bò vô kiếm ăn, bên đây nó bò vô kiếm ăn thì cũng khá lụm thôi. Nói chung là Điệp sống Điệp chia sẻ gì anh em đồng nghiệp nào biết rồi thì bỏ qua, nhiều khi các anh em nó hơi ganh tị buồn Điệp thì Điệp chịu nha, nhưng mà sống anh em ơi chia sẻ cho bà con cô bác người ta đỡ khổ một tí xíu. Đi tiếp đi, Điệp quay cho cả nhà xem. Điệp đặt ở đây hai ống cả nhà, bên đây ống kia ống. Khi Điệp làm video Điệp nói chuyện nó hơi nhiều, mong anh em thông cảm nha. Nãy giờ chạy quá trời chạy luôn, tại vì nhiều khi một số Điệp biết cái gì Điệp đang đi thăm mà Điệp biết gì Điệp chia sẻ nấy, Điệp nói chuyện hơi nhiều anh em thông cảm. Ui túi phì dữ rồi anh em ơi, quá trời cái túi phì vậy. Ủa, nặng anh em ơi, cái ống trúng này là Điệp nói nè, ngày trước nói nè, không có trúng á, nó ngủng mà cái túi lưới này cũng hơi dày. Đó, quá, ủa nó ọt 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 anh em ơi. Đó, ui, đá quá anh em ơi. Đây nè, cái cảm giác mà lươn chui chui ra từ từ vậy nè, ui, hai con lươn chờ bá luôn. Đá thiệt anh em ơi, bờ hởm á thì ồ, cứ ngắt luôn, chút hết gà luôn. Điệp đặt hai ống Điệp thấy chạy hết. Cái đầu Điệp mới đem trúng vô. Mà Điệp đặt ở đây có 12 ống à. Bên kia sáng thăm mới có 10 ống chạy 9 ống rồi. Quá trời anh em ơi. Chút không được à. Nè. Hai con chập bá nè. Nè, đó. Hai con luôn ra nghe nè. Đó cả nhà thấy không? Đồng nghiệp thấy không? Hai con luôn. Giờ để con trúng ở đây đi. Điệp thăm cái ống bên đây nữa nè. Vô rồi cả nhà, chui vô đây khó quá nha. Nói chung là cái mé này nó mé hẩm lắm. Điệp bò nha anh em. Ủa túi này cũng hơi. Có dính anh em ơi, dính lết ra, dính ai da trúng máy, dính. Ủa một con à, một con với con cua. Ủa cua cũng vô nữa. Cua cũng vô nữa nè gần hai cả nhà, một con dư nó dư con cua thình thình. Rồi Điệp bóp video cả nhà, Điệp dạo rửa, Điệp bỏ thăm ít ống nữa rồi về nghe cả nhà. Mặt trời lên rồi, ngày nay chạy nhiều quá cả nhà ơi, trúng mánh bà cậu bả lùa. Ống này chạy không? Có à, cả nhà ơi, có à, thấy phì nè, con lớn nhất nữa coi. Ồ, ở đây biết lắm. Lưng một xíu cũng được rồi cả nhà ơi. Có chạy là mừng rồi. Thôi Điệp up video. Điệp mới lên rồi cả nhà ơi. Điệp thăm ăn ống trong cục một bình này. Thăm đây ống, bên kia ống. Sáng 10 ống dính do 10 ống mà dính chia 9 ống. Khui hàng. Ồ, phì nha. Phì nha cả nhà. Túi phì nè. Túi phì cả nhà ơi. Bà cậu ơi, lùa cho con lưng bự ơi. Nặng không? U nhẹ cả nhà ơi, lưng nhỏ. U hai con. Hai con cả nhà. Cũng được. Nói chung là có là mừng. Đặt chấm mà dở mà không có dính nó mấy nản. Chứ có dính con ngóng con cho Đẹp đi. Dồn được, dồn đi lại 24 ống thử được 24 con cũng khá à. Qua bên kia thì thăm ống bên kia nữa cả nhà. Đây hai con. Hai con qua bên đó thì thăm một ống nữa cả nhà ơi.
hôm qua nước đầy, nay nước cạn queo cả nhà ơi. Rồi với ống chúm nằm ở trên bờ rồi. Hôm qua nước đầy. Cạn queo rồi. Dở thiệt. Mà phi cạn, mà phi cả nhà ơi. Là hôm qua nước đầy, vậy là nó vô con nước chiều á. Dính con nước chiều rồi chứ nước sáng này nó chưa có vô mương được. Điệp thấy phì nè. Nặng không? Nặng cả nha ơi. Vô. Để kiếm chỗ điệp dạo rửa. Nước nó chưa có vô mương được, cạn queo à. Ủa sáng ngày ai móc còng hay móc cái gì ta? Có anh chị nào móc còng? Móc còng chắc đi đặt lợp cá bóng quá. Đây. Hai con nữa cả nhà ơi. Thôi giờ để Điệp ở đổ mồi rồi về. Ống này hai con nè. Ống này nay dính cũng hai con nè. Im quá. Vậy là 10 cái ống, cái bao đầu tiên là 12 ống mà dở dính được 11 ống. Đã thiệt chứ. Thôi Điệp ốc video nha cả nhà. Điệp đổ mồi ra đi ra bỏ. Về cả nha ơi. Im quá. Hai bao thiền thoại của Điệp màu trắng màu xanh, hai ống này dính hết. Điệp ta tính là không dính là Điệp không có quay nha. Nè một ống nè mà là dính hai ống. Đây, hai ống chúng nè đều dính hết cả nhà. Đây đó, hai ống chúng đều dính hết, quá trời lương. Là chẳng luôn rồi, chẳng hai bao 24 ốc. Rồi được ốc video mình về nha cả nha. Trời đẹp, mới xuống vỏ đi ra về nè nha cả nhà anh em. Giờ đi lên đổ lương ra nha anh em và cả nhà ơi. Mấy giờ tới nè anh em ơi, bữa nay trúng lương rồi. Bà cậu bả lùa, nước nhiều quá vậy. Sợ nước lương nó bò ra. Cho nó hơi. Cái phần cái nay địa thủ cây căng đi luôn nè nha anh em. Đó, lương này là chưa đổ nha. Còn lương hôm qua nè, hôm qua cũng xào ớt ăn một mớ rồi. Nó ăn chua. Bán cũng mấy trăm gram nữa. Đó, lương hôm qua đó. Ủa còn đây nữa nè. Ném à hả cưng. Ủa? Còn. Nó chui vô cái lọn này. Chui vô đây không muốn ra trời. Trời. Con lông bự. Cho bá nè. Chui vô đây nó không nó mắc cỡ là nó gì á. Lương này là lương hôm qua nè nghe anh em. Đó Điệp có thủ cái túi lưới đi luôn nè. Nè, anh em coi cái túi lưới nha. Này ngay không? Ngay. Rồi. Này cũng như là 50 gram đi chứ chưa được 100 gram. Thế 100 gram là cái gạch đỏ. Rồi đó, cái này nhớ anh em nhớ là 50 gram nha. Rồi cái phần này là phần Điệp đổ luôn ra nè. Ngày nay chạy cũng đỡ lắm, Điệp đổ màu nó hết trơn rồi. Quay trên đã quá anh em, bữa nay trúng lương rồi, trúng đậm đi luôn á, bảo đi luôn rồi đi trời. À cái ống hồi nãy đẹp nó coi có dính con cua, bỏ con cua đi ra ngoài này đi. Đó im không, cái ống này có tặc mà có tài, nó ngắn hơn mấy cái ống chúm này nè. Nó ngắn hơn đi hơn khúc.
quá vô rồi anh em ơi. Đó, bữa nay là lưng bự không à, tại vì đẹp đặt cái mương nó hơi sâu quá, nó ỏ nhất nè cái mương mà cái nè ở má ơi nhảy. Ui, chết rồi. Con lưng bự vô cái nó giọt đó mày. Một hồi nó thấy nhiều lắm. Má ơi. Trời, một hồi rồi cái thao này sần sao mấy. Nó nhiều ở đầu á, nó bò lên dễ lắm. Sao anh không chịu lấy cái bự? Dương ơi, con lấy cái thao bự đi ra giờ giùm cha ơi Dương. Nhanh đi nó đi con. Chứ để cái thao này là một hồi là nó bò ra, tại vì nó số lượng nó vô nhiều con á, nó dễ quá trời luôn à. Anh em ơi, chúng đậm đi luôn rồi, để hồi rồi đẹp căng nha, đẹp căng ha. Hai cái coi bữa nay coi được nhiêu. Cái hôm qua mới bán mấy trăm gram cho anh ấy rồi. Anh đã cóc. Trời, bữa nay chạy cũng nói chung là ít rồi hả? Con à. Bỏ hết trơn rồi nè. Đúng rồi, con số anh em nói cái thao thì ngồi đâu sao mà không thấy cái anh mà săn bắt ẩm thực Vĩnh Long á, cái kênh YouTube của ảnh là săn bắt ẩm thực Vĩnh Long á. Ảnh nói cái thao thiền hội đâu sao mà không thấy. Đó, hôm nay có thấy là tại hổm gài đựng nước mưa á cả nhà. Để rửa chén bát rồi á. Bữa nay chạy cũng được mấy ống, nói chung là đặt 20 ống nha, mà chạy 10 ống thôi. Mà con gì 100 gram ngày là gram thôi, ví dụ như một con lương gì như gì là 100 mấy nè. Đó. Mà chạy chừng ống con thôi mà chạy 24 ống, mà chạy 10 ống là thấy một cái ký ngoài rồi. Rồi hết rồi, cái này còn mấy ống này. 2 4 6 7 ống. 7 ống không chạy hả? Đúng rồi, vậy là chạy được 14 ống hả? Ủa? 13. 17, chạy được 17. 17 à? 77 anh đặt nhiêu ống? Đặt 24 ống. 24 là 17. Đúng rồi, 17 ống. 17 ống, chạy được 17 ống. Trời ơi. Nè, em quay hai cái thành quả gần. Nè, cho cả nhà xem nè, thấy không? Bữa nay trúng, bữa nay bên đây có chạy. Bữa nay trúng dữ lắm rồi, trúng đậm lắm. Bự không? Nè, con lươn này nè ca nha. Con lươn đó thử coi. Nè, con này nó bự mà nó vàng nè, còn lương nhất hôm qua đâu tiêu rồi. Nè. Đây nè. Lương nhất này nó thấy gầu à. Con lương này là hơn 200 gram rồi nè. Thấy không nha? Nhìn là biết lương nhất. 200 mấy gram? 220 gram hay 21 220. Thì một số anh em hỏi là nó 200 gram. Là 2 lạng nha, Trung Bắc gọi là nó 2 lạng. Đó, mà nó là nó là lọt lò lương nhất nha, là lương lò 1 á, còn 100 gram. Đổ lên đến 190 gram là lương nhì đó. Cần thử cái con này coi, con này bự ra. Cái túi lưới này năm có 20 gram mà tính cho 50 gram đi. Lương này 300 mấy, này 400 gram, 400 mà trừ như trừ 50 gram đi cũng còn 350 gram. Rồi giờ đổ hết vô đây căng cái nha anh em. Mạnh lên. Rồi. Để cái thao đây. Để coi thành quả coi bữa nay sao. Hồi trừ nước nhớt luôn. Cái này nhớt của nó. Đây. Căng cái một cái coi. Nặng người ta, đón thử đây chứ. Vô 4 kg. Cái gì? 4 kg. Trời ơi trời, cái này chừng ký gữ. Nhìn ký gữ. 4 kg luôn. Dám đâu. Cãi không? Trời ơi tới 5 kg mấy? 5 kg mấy đâu. 3 kg, 4 kg. 3 kg mấy vậy? Nè, để đẹp dở cái tay lên được rồi. Đây nè, đó. Rồi. Bao nhiêu? Đúng 3 kg rưỡi. 3 kg rưỡi thì trừ trừ 50 gram cũng còn 3 kg 4 5 3 kg 4 đi, trừ nước luôn. Trừ nước luôn còn 3 3 kg 4 là trúng rồi đó nha. 3 kg 4 rồi có cái này hôm qua cho trừ thao này không biết bao nhiêu nè.
cái này hôm qua khoảng 2 kg mấy đó, mà giờ trừ cái thao với trừ ăn nữa, hôm qua là hơn 2 kg đó. Giờ cái này còn 2,2 kg luôn cái thao. Ừ, rồi giờ đổ hết cái này đi, nó đi để nó đi vô ca cái coi. Mà tính nữa 3 kg rưỡi rồi đó, tính vậy đi rồi hồi trừ cái đấy. Qua này chắc hút na hút na 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 hút hơn cái răng ạ. Ừ, hút rồi cá nha, hút rồi u quá trời nè. Nè đây Điệp lấy cái tay đi lên nha. Hơn 5 kg rồi hư cái căng luôn. Đó, Điệp lấy cái tay đi nó đi ra ngoài đó. Ui tới 2 bữa mà hơn 5 kg. Kìa trời ơi trời, cái này nó qua nó cứ ngắt rồi. Mà em bán hết mấy trăm gram rồi. Quá trời ơi, cả nhà ơi nè. Nè đi đổ ra cái cho cả nhà xem nè. Đó. Ôi. Cho một thao lương ông nội mẹ ơi. Bữa nay có sữa uống rồi con ơi. Nè. Quá trời luôn rồi cả nhà ơi, nay lương bự hết nó lạnh luôn á. Nay đặt được như là 3,4 kg luôn. Hai mấy ống chấm thấy nó lạnh không cả nhà. Đó, đã không? Con lương này 350 g hả? Dằn hực ha. Đã ghê ha. Lương nó ngon đó. Lương này mà lá cách với cốc dừa đậu phộng cái ha là quất một cái một là thôi tối nó mát mình ha, ngủ khỏi đội nón luôn. Quá trời anh em, thiệt á. Anh em để đổ ra cái thao bự cái cho nhìn cho nó sướng mắt chứ ở trong này mình thấy nó không có sướng mắt nó gì hết trơn á. Cho mày một miếng nước một cái cho này nó bò nhớt không à. Đó, anh em thấy không? Trời nó sướng mắt mà trời. Đó, bỏ trong cái thao bự như gì nó đã nè. Ghê không? Cũng đã cũng đã quên nữa. Rồi giờ quay lưng để anh quay cái cách buộc có. Bữa nay không có cá tầm dục, có mấy cá tầm dục qua màn ăn hết nó hết trơn rồi. Rồi anh trai ơi có một anh trai á là kêu quay cá tầm dục mà đặt cái mương này nay em đặt cái mương sâu nên nó không có cá tầm dục. Bữa hôm khác đi nha anh. Rồi em sẽ ghi bill. Chứ có một số anh á kêu mà có mấy con cá qua ăn hết trơn rồi. Nè, anh trai cuối video nha, thì cái clip này á thì anh em nào có xem rồi thì bỏ qua cho Điệp. Tại vì Điệp nhận comment nó có một anh đó ảnh kêu chia sẻ trên ở trên này nè là Điệp chia sẻ cái cách mà Điệp buộc á sao mà mau, ví dụ như anh em buộc ví dụ như hai nụt gì. Đó, đó anh em vòng lại đi lại một cái nữa thì về nhà mình mở ra nó lâu lắm. Nó mình phải mở một cái gút này một cái rồi mình phải mở ở bên đây một gút nữa thì nó lâu lắm. Cái cách buộc của Điệp á nó đơn giản nó mau, mà Điệp đặt á mà có anh em nào có thăm chúm của Điệp á mà lấy lương thì để em chúm lại thì Điệp mừng, nhưng mà lấy lương đi rồi thì Điệp vẫn biết rằng là buộc lại là khác liền, tại vì Điệp buộc nó khéo lắm. Với một phần nữa là nó khác hơn nè anh em nhìn nha, khi mình cầm gì cái này đó, cái tay này mình để cái này đó, cái này là anh em ngoài đi qua cái là anh em chồng đi đến nó đi vô đúng không, nhưng mà Điệp nè nha, nhìn này nha nè, em gây sát sát một tí xíu nha nè, đó như Điệp ngoài ra gì đây cái là Điệp chồng vô mà Điệp không chồng, ngoài thêm một cái nữa vòng qua đấy là Điệp rút con lương nó vô nó đội, lỡ mà mình treo cái này đi lên trên mé nha, mà lỡ mà buộc vô mé mà lỡ mà cái cây nó gãy đi hay là nó gớt đi đó thì con lương nó ủi nó cũng không bao giờ ra nha anh em nè, cũng không bao giờ ra, nhưng mà anh em bà nè cái đó là hai nụt nha, còn anh em mà chồng đi vô gì một mình nó một nụt thì con lương á nó vô nó ủi cái này nè con lương nó mạnh lắm nó ủi từ từ thì cái này nó cũng sẽ bung lên đó. Cái đó là Điệp chia sẻ nha, anh em nào mà biết rồi thông cảm bỏ qua cho Điệp nha, chứ mà thật sự ra như các anh em đồng nghiệp buộc thì mưu sinh hàng ngày, nhưng mà có một cái là Điệp này chia sẻ những các anh đó anh hỏi á nè, Điệp quay lại nha nè, Điệp cầm gì cái tay cầm đây bẹ xuống ngoài như vậy cái là chồng vô rồi đó, mà không ngoan cái tay lật nha, lật thêm một cái nữa là chồng vô rút mau, bởi vì Điệp vô màu chúm á Điệp làm nó lẹ lắm đó, nhiều khi Điệp đang tâm sự nó với anh em là nha nè, đây nè, giống hệt như Điệp tâm sự nó với anh em nha, ví dụ như Điệp nhìn cái chỗ khác rồi cũng vậy đó, tại Điệp quen á nè đó, tại vì Điệp quen á đó, Điệp quen rồi đó, dù cho Điệp không nhìn buộc nhưng Điệp đã quen cái tay cái gì cả nhà, từ từ nó cũng sẽ quen à. Đó, anh em nhớ kỹ là ngoài một cái vòng qua một cái nữa là hai cái vòng, như cái tay mình vòng những cái vòng đi lại một cái nữa mà vòng quá trời đâu nó lội.
nó lội luôn. Hôm qua là con cá tầm dục á, là đập nít biết đi chứ không phải là đập là biết lội. Trời ơi trời, Như Điệp mà, Như Điệp nha, mà đang biết đi mà Điệp đập gần cái là Điệp đi như gì đi luôn nè anh em. Đây nè, nè đứng gì nè, nè anh em, nếu mà Điệp đập gần cái nha là Điệp đi như gì đó. Điệp đập gần cái là Điệp là Điệp đi gì nè. Anh em biết sao không? Tại vì mình đang đi bình thường mình đập cái đó vô cái rồi nó kỳ á, nó đi không có sùi luôn á. Thôi giờ Điệp cũng xin gửi là chị ăn á. Chúc đến cô dì chú bác anh chị á có một buổi tối xem clip của Điệp luôn dễ và hạnh phúc yêu thương nha. Nếu có yêu quý mến Điệp hãy cho Điệp xin một like nha. Một like thôi chứ, một like dơ đi dơ là một ngón tay chứ đừng dơ này này rồi không biết nữa. Xin một like thì Điệp thành thật cảm ơn anh em đã trong thời gian qua đã bỏ thời gian quý báu đã xem clip và ủng hộ kênh của Điệp á. Đến ngày hôm nay Điệp thành thật cảm ơn rất nhiều nha. Điệp chúc cho cả nhà mình mỗi ngày mỗi có niềm vui và hạnh phúc yêu thương trong cuộc sống nha. Giờ Điệp hẹn những clip tiếp theo. Điệp bye bye cả nhà.